Vâng, chào các bạn ha. Bữa nay thấy chuột nhiều quá rồi, của anh em đi lên đây đặt giống mà mình luồn các bạn. Đây là giống mình luồn, nãy thấy chuột quá trời luôn. Thôi có vô anh Tám ơi, mới đây có vô rồi. Thôi mới ấy là có vô liền rồi, bởi vì nó nước lắm mà, nước kịch mà. Rồi vô được hai con các bạn ơi. Rồi bữa nay mình làm thêm cái đuôi nữa các bạn. Thấy nó bữa hôm nó cắn quá à. Rồi dùm lên đầu trên đổ xuống nha các bạn. Rồi mình đi bữa nay được 4 anh em nữa các bạn. Giờ mình chọn địa điểm ở đây mình đuổi dài xuống. Nãy mình nãy không là mới đặt xuống không rồi chạy vô hai con rồi. Giờ đuổi không biết xuống con nào không nè. Ở đây mình có chú chim nha các bạn. Chim này gọi là chim đủ nha các bạn. Wow, vàng quá. Đứng vào luôn anh không đi luôn. Mới nay mưa quá trời, anh em thấy chuột nhiều quá đi đuổi chứ thật lạnh quá trời luôn. Nào nấy tới chỗ cúm nha. Chăn nước gì vậy bộ? Chăn nước đứng đập nữa. Rồi tới đây từ đi, người đứng đây đi, người đuổi về vô. Rồi tới chỗ bạn ơi. Sao thấy con gì vậy? Cô nó vô đây anh Tám ơi. Ồ, được chục ngoài con quá. Ồ, các bạn ơi. Ồ. Ngon rồi. Cái máy đầu gì cũng ngon rồi. Ê, kìa ha. Quá đã Tâm ơi. Quá trời ơi, quá trời ơi. Nhiều quá. Rồi. Cười mấy con. Wow. Rồi, em. Cái đầu, em. Rồi. Rồi lấy lọng rộng đi rồi mình xếp qua. Chào các bạn ha. Mình làm mẻ là mẻ thứ hai nha các bạn. Mình chọn địa hình đây là mẻ thứ hai. Mình đăng giớn rồi mình như đây. Mình đăng giớn xong mình đăng hai bên. Rồi mình lên túc trên kia đủ xuống nha các bạn. Rồi anh em mình chọn trên đây đủ xuống nha các bạn. Bữa nay có anh đẹp trai đi nữa nha. Làm mẻ này 50 con rồi coi. Quá trời chạy không sao đây. Em sợ. Em sợ nó trốn lại gốc á. Tới rồi các bạn ơi. Trả lời hả? Nặng hả? Rồi đập mạnh lên. Đứng đập đi đừng tới nữa. Đứng đập từ thôi. Rồi đập qua bụi luôn Tâm. Mạnh lên ơi. Quá wow, siết rồi. Mấy em siết dữ rồi. Phô vô kìa. Vô nhiều lắm rồi. Đứng đi. Đập đi. Vô lắm rồi. Bác bạn ơi. Ồ vô dữ rồi. Ồ. Kìa. Tung dữ rồi kìa. Từ từ thôi anh Tâm ơi. Từ từ Tâm ơi. Đập siết Tâm ơi. Đứng đi nữa đập siết. Quá wow, bạn ơi. Tung dữ rồi, trả lời kìa. Anh cặp lưới ơi, con cặp lưới á. Ồ, sao nó vô mà nó tới luôn luôn hoài à. Nó bị đổi gì sao á. Trả lời Tâm ơi, nó trả lời Tâm ơi. Nhảy lên đây ơi, nhảy lên.
Rồi. Ok. Rồi xem sát đây, sát đây con ém không? Coi con ém không? Con ém ở đây không? Quá nãy ém rồi bung kinh cho kìa. Rồi hết ém rồi. Ôi, im rồi. Cũng được chục con à. Quá trời. Mà vô hang các bạn ơi. Chục bự không? Này đúng là chục bự luôn rồi nè. Trời ơi. Quá trời đã luôn. Đã quá. Ông nội mẹ ơi. 2 4 6 8 10 đúng chẳng chục con luôn. Quá trời dội bạn ơi. Nó dội đi trở lại. Tại vì mình bác nè. Có dội quá trời dội. Rồi anh em mình chọn địa điểm này là địa điểm thứ 3 các bạn. Mình cũng chặn gì đâu rồi lên được trên đủ xuống. Hai đằng hai bên. Rồi túi rồi hả? Chị cố gắng lên. Đường mà quá trời luôn. Cái giống mình nha các bạn. Dỗ cái đàn con này, cái gì nè, con. Con. Gai gì anh đọc. Theo luôn đi. Đúng rồi, quá trời nhất rồi. Nè, khép cái giống lại. Ừ. Khép sát bò luôn. Ừ, sắp rồi á, rồi. Tôi đứng ở đây, tôi đứng là đập đập đi, nó không có liên nào rồi. Coi nó còn đây nè, đứng đây, đứng đây. Con nhảy trong đập đi. Ô, lung tung rồi bạn ơi. Ô. Đi vô. Không nhiều rồi, vài con à. Nhảy ra ngoài. Nó nó. Ô vô kìa, quá bạn ơi. Ném. Trả lại, trả đạn ơi, coi ơi, có ném nữa không? Trả lại đó. Ô ném quá trời ém luôn. Cái này cũng không 2 4 6 8 9 con. Vậy là mình được 9 con cầm đó. Con nó 10 con. Rồi, cái vỏ lại bột. Cầm cầm nhậu cái vỏ dự tán. Rồi kết quả mình được 10 con bạn ơi. Rồi mẹ, mẹ này anh em về. Còn còn nấu cháo gì nữa. Buồn cục cô bự không ha. Ừ. Thôi thôi. Mẹ bỏ vô luôn đi, họ đổ ra luôn. Rồi chuột nãy mình bắt về giờ mình nấu cháo nha các bạn. Đây là nồi cháo chuột đang nấu. Nhìn chẩn quá. Đây là mình phi tỏi nha các bạn, nấu cháo xong rồi bỏ vô. Đây, anh đẹp trai đây. Đang chọn nó mé. Đang cái này luôn. Đây là rau găm nha các bạn. Rồi đây là nã bắp chuối mình đi đuổi đó rồi mình thấy mình vẽ luôn. Đây là hành. Rau găm này là hồi mình xé chuột mình bỏ vô nha các bạn, mình trộn vô rồi mình ăn.
đủ gia vị hết. Nước mắm, ớt, ớt tư, tiêu, hành lá. Thôi được rồi. Thôi mà các bạn ơi, chắc khoảng 10 phút mình có ăn rồi. Mấy giờ rồi? Gần 12 giờ. Rồi chóp chín gọn gàng các bạn. Có ba anh em hả? Với bà xã. Rồi góc ngoài xé đây. Chuột xé găm các bạn. Chuột mỡ rồi nè. Quá trời luôn rồi. Cháo hoành chán luôn. Quá trời, ba anh em ăn mấy con chuột. Hoành chán luôn. Mình ăn con nào mình xác con ấy. Ừ, vậy đi. Nhắc ra mà cháo để bể đây Tâm. Bỏ này vô đây phải không? Quá thì bỏ thôi, sáng này vô lý tưởng luôn. Trời, chén rồi không phát ra đi Tâm. Mấy ra ngoài đi. Rồi bắt đầu ăn nha các bạn. Rồi Tâm xé chuột làm cái Tâm. Nè. Quá trời mỡ luôn. Đã không? Luôn. Chấm ớt làm miếng ơi. Hai tay luôn rồi. Hai tay luôn rồi. Ừ. Ăn được hai cái luôn. Quá ngon rồi. Chắc này lâu lắm chưa ăn nè. Béo. Béo hả? Quá béo luôn rồi nữa. Này lâu lắm mới chưa ăn phải không? Ừ. Đã thiệt á. Đã hả? Ừ. Nhai xương luôn. Luôn. Ồ, quá dữ. Có trời chấm ớt ngon luôn. Này mình nửa chuột rồi gạo ớt chuối hết luôn nha các bạn. Ba anh em mà ăn nhiêu đây nè. Sâu hết nữa. Hoành tráng luôn. Rồi gầm chấm nên là tới bạn luôn. Đã không? Sao the luôn. Sao the luôn hả? Ừ. Quá rồi. Hấp vô miếng cháo. Này ăn cho hết nha. Còn tắm thì mì quá vậy. Ăn nhiều lần có cái đùi không dám tâm giống tâm như vậy. Mạnh lên. Ngon mà. Đâu cảm giác sao rồi? Ngon. Đây các bạn ơi. Nhìn nó hấp dẫn rồi. Cái này tay tay. Nhức nách luôn hả? Ăn không mà không nhậu cho cái bụng luôn á. Đang ngon mà nhậu đi đang ngon. Quá trời béo luôn. Dưới chuột mà còn gặp bắp chuối hốt luôn hả? Còn gì bằng. Đang tận tận ăn xém ớt này tới tay luôn ha. Gặp xém ớt thì quá ngon. Nó chanh nè, nó
mới mở hết phòng. Cái mỏng này đó. Cái này giờ muốn ăn cái em đi chút xíu nhóc chừng ha. Đi khoảng 2 tiếng đồng hồ chạy lên chở người đủ 3 phát làm về.